chào các bạn nha. Đây là cây hoa lộc vừng nha các bạn, hoa lộc vừng nở, hoa đại nha, rất là sai, chuỗi hoa rất là dài nha các bạn. Đây là cái lộc vừng nha các bạn, lộc vừng loại lớn nè, lá nó to, hoa cũng to, rất là đẹp nha. Nó nở rất là lâu tàn nha các bạn, nở rất là lâu tàn. Trưa rồi, giờ trưa rồi mà nó không có tàn, mình quay sơ chia sẻ cho các bạn xem cho vui nha. Đây cái lộc vừng nha, đó, cái lá nó mơn mởn nè, rất là nhiều hoa nha các bạn. Cái cây cao nè, đó, chùm nè, chùm nấy cũng bự bự mà dài không các bạn. Chào tạm biệt các bạn nha, chúc các bạn xem vui vẻ, thành công trong công việc.